cho bạn. Hiện chúng mình đang thực hiện một dự án khảo sát để phục vụ cho môn mật KT 201 tại trường đại học FPT á. Bạn có thể cho mình xin ít phút để phỏng vấn được không ạ? Dạ ok ạ. Rồi, thứ nhất là bạn giới thiệu một chút về mình á, bạn học ngành gì, tên gì? Mình tên Trinh, hiện tại mình đang học ngành IB. Mong muốn của bạn là gì từ cái ngành học này sau khi ra trường á? Sau khi ra trường thì kiểu như mình sẽ làm một cái gì đó mà bên logistics á. Câu hỏi thứ ba là ngoài những cái kiến thức chuyên môn căn bản mà nhà trường thì bạn nghĩ là nhà trường cần trang bị thêm những gì cho sinh viên để mà sau này mình ra mình sẽ có một công việc tốt hơn ha? Thì mình nghĩ là kiểu như là hiện tại thì mình chỉ học mới tới kỳ 3 thôi nên là mình chưa có biết hết được toàn một cái chương trình ở trong á, thì thầy cô sẽ dạy cung cấp cho mình những cái loại kiến thức như thế nào thì mình phải học xong hết rồi mình mới có thể biết được. Vậy thì bạn nghĩ là mình có cần thêm những cái kỹ năng mềm hoặc là những cái mối quan hệ hay là gì đó mà nhà trường có thể trang bị thêm cho mình hay không ha? Mình nghĩ thì học ở tại cái môi trường này á, thì mình cũng được tiếp xúc với rất là nhiều bạn rồi thì mối quan hệ của mình nó cũng được mở rộng sau khi vô trường. Vậy thì theo như bạn thì làm sao để mà có một công việc ngay sau khi ra trường? Có ngay một công việc sau khi ra trường hả? Cái đó mình nghĩ hên xui lắm luôn. Nhưng mà mình tin rằng là với những cái kiến thức mà thầy cô dạy được cho mình đó thì mình có thể với những cái kỹ năng mềm mà trường dạy cho mình đó thì mình có thể dễ dàng hơn kiếm được công việc. Vậy thì bạn nghĩ sau 5 năm tốt nghiệp thì bạn mong muốn là mình sẽ trở thành con người như thế nào? Thì 5 năm nữa thì chắc là có thể là mình để có được một cái công việc là đó là nó ổn định hay là mình có thể cũng được đó, tiết kiệm được một khoản để mình có thể thoải mái mình du lịch chẳng hạn. Ok. Vậy thì các hoạt động sinh viên trong chuyên ngành của bạn mà bạn yêu thích nhất là gì? Hoạt động hả? Trong chuyên ngành của bạn có ví dụ như là các cuộc thi về kinh tế chẳng hạn, hoặc là các cái trải nghiệm và mà các câu lạc bộ tạo ra để cho bạn tham gia đó. Mình thì mình rất là ít đi các câu lạc bộ. Ok. Vậy thì bạn có mong muốn là được tham gia vào những cái hoạt động nào khác không? Ví dụ như là mình sẽ được học về đầu tư chẳng hạn, về được học về các khởi nghiệp chẳng hạn. Bạn có mong muốn được tham gia những cái workshop về khởi nghiệp hay là gì không? Nếu mà mình có thời gian thì mình rất là muốn tham gia. Vậy là bạn có từng tham gia câu lạc bộ BAC của trường FPT hay không ha? Chưa ạ, mình chưa tham gia câu lạc bộ nào. Ok, cảm ơn bạn đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của mình ha. Rồi, chia sẻ.